Thần may mắn gõ cửa, đây là những con giáp đỏ như son, sẽ nhận được lộc may mắn trong cái tuần mới từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 âm lịch, hay là gì trong cái tuần cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão, từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 dương lịch. Vậy thì trong tuần này có những con giáp nào may mắn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong cái tuần mới này thì những con giáp dưới đây sẽ được lộc bể trên, được bể trên ban lộc, được thần may mắn gọi tên, làm việc gì cũng sẽ được thuận lợi, suôn sẻ và thành công. Trong tuần này thì có dính vào cái lễ Noel và cái Tết dương lịch, vậy nên là đây là sẽ là một cái tuần mà cực kỳ may mắn hanh thông, được Chúa ban phước lành, lại bước sang cái năm mới lại nhận thêm nhiều cái lộc lá nữa. Nên là những con giáp này hãy hoan hỉ mà nhận lộc trong thời gian này, và mọi việc sẽ được thuận buồm xuôi gió theo đúng ý của mình. Khi mà đã có được cái vận may thì gia chủ cũng cần phải là gì? Biết cách tận dụng triệt để phát triển cái sự nghiệp của bản thân. Đối với những bạn làm nghề buôn bán kinh doanh thì tranh thủ cái thời gian từ giờ đến Tết đấy, để thực hiện các kế hoạch, các chiến lược kinh doanh để thu hút cái sự chú ý của khách hàng. Từ đó các bạn sẽ được buôn may bán đắt, làm không ngớt tay. Còn đối với những người mà đang làm văn phòng ấy, thì hãy cố gắng phấn đấu gấp 5, gấp 10 lần trong công việc để được cấp trên chú ý. Từ đó sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nói chung ấy, cái vận may thiên thời địa lợi nhân hòa nó mang lại. Còn thành công thì nhờ vào cái sự nỗ lực cố gắng của những con giáp này trong suốt thời gian qua nên đã được đền đáp một cách xứng đáng. Vậy nên xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói chung ấy, con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải nhắc đến đấy, may mắn đầu tiên từ ngày 25 tháng 12 dương lịch đến ngày 31 tháng 12 âm lịch, tức là trong tuần cuối cùng của năm 2023 dương lịch, thì đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, theo dự đoán của các chuyên gia tử vi học thì mọi thứ trong cuộc sống của những người tuổi Dần sẽ diễn ra rất là suôn sẻ hanh thông trong cái tuần mới, đúng không? Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12 âm lịch. Cái vận trình cuộc sống của những người tuổi Dần cũng sẽ dần dần được khởi sắc và diễn ra hết sức là suôn sẻ và hanh thông. Nói chung ấy, cũng là cái tuần cuối cùng của năm 2023, cũng có thể nói những gì mà bạn đã nhận được ở cái thời điểm này chính là cái phần thưởng xứng đáng, cũng là cái niềm an ủi và động viên cho sự nỗ lực cố gắng của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Với những người đang làm công ăn lương thì khả năng các bạn được thăng quan tiến chức hoặc là sẽ được gì? Được tăng lương tăng thưởng ở chỗ làm hiện tại cũng là rất cao. Các bạn là những người tràn đầy năng lượng và biết rõ con đường mình phải đi là như thế nào. Do vậy, hãy chăm chỉ và làm việc thật tốt, tập trung trau dồi, nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ của mình và thể hiện cái năng lực trước cấp trên để được gì? Ghi nhận. Rất có thể cái sự nghiệp của các bạn sẽ còn có những cái bước phát triển rực rỡ hơn nữa ở trong cái thời gian tới đây. Chính vì thế mà cuộc sống cũng có nhiều cái thay đổi thêm phần khấm khá, đặc biệt là trong cái thời gian này đó. Thì nói chung ấy, thì những người tuổi Dần ấy, lại được cục diện là gì? Được rất nhiều các cát tinh nó xoay chiếu. Vậy nên là gì? Nó sẽ thường có cái may mắn về tiền bạc và tài lộc, có thêm những cái nguồn thu nhập lớn hay là đột nhiên nó kéo về với những người tuổi Dần trong cái tuần cuối cùng của năm này. Vậy nên cái việc gia chủ phát tài chỉ là gì? Chỉ là cái chuyện đương nhiên. Và bên cạnh đó thì không vì là phát tài mà quý vị mà trở nên chủ quan. Quý vị hãy cẩn thận kẻ tiểu nhân quấy phá. Thêm nữa, những người tuổi Dần trong cái thời gian này thì cũng nên khéo léo linh hoạt trong mọi việc cũng như là cuộc sống ấy. Đừng có cố chấp, đừng có cứng đầu, đừng có cứng nhắc quá. Quý vị cũng nên chủ động tham gia đầu tư, sẽ dễ có được cái nguồn thu dồi dào. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải chú ý đến các dự án bất động sản đấy, và những cái vấn đề về tài chính. Thì nếu mà quý vị tìm hiểu kỹ rồi thì nên tham gia để gia tăng thêm thu nhập cho mình. Trong thời gian này thì cái cục diện cát tinh nó thúc đẩy cái tài lộc của những người tuổi Dần đi theo cái hướng mới và có nhiều cái khởi sắc hơn. Vận may về tài chính thì lớn, dễ kiếm tiền và dễ kiếm được những cái món hời trong thời gian này. Kinh doanh đầu tư thì đều có lãi, thậm chí có thể gì được trúng thưởng trúng số với những người may mắn đó. Thì đây cũng là cái thời điểm mà bản mệnh có thể chủ động đầu tư hoặc là khởi nghiệp kinh doanh buôn bán, hứa hẹn cái viễn cảnh tươi sáng sẽ được diễn ra ở phía trước. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì cả công việc chính và công việc phụ thì đều mang lại cho quý vị những cái thành quả đáng ngạc nhiên. Vậy nên những người tuổi Dần ấy không chỉ là may mắn trên con đường công danh sự nghiệp mà tình cảm của họ cũng được có nhiều cái dấu hiệu lạc quan. Đấy, lạc quan khi mà các bạn được cát tinh nó soi chiếu. Những cái ý kiến của người tuổi Dần trong thời gian này thì cũng được nửa kia của mình nhiệt tình ủng hộ và đón nhận. Cái sự động viên, cái sự thấu hiểu và cái sự ủng hộ ấy từ đối phương chính là cái nguồn động lực vô cùng to lớn đối với những người tuổi dần. Vì thế, để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình hơn nữa, thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 7 ngày cuối năm. Đó. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai thì chúng ta phải xét đến không ai khác, đó chính là những con mèo, những gia chủ tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung với những người tuổi Mão thì cũng trở thành một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong cái tuần mới từ ngày 25 đến ngày thứ 31 tháng 12 dương lịch, tức là gì? Từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 âm lịch ấy. Những cái thành tích mà các bạn đạt được trong cái tuần cuối cùng của năm ấy cũng có thể khiến các bạn phải tự hào về bản thân. Dù là trong thời gian này có rất nhiều cái kỳ nghỉ như kỳ nghỉ lễ Noel cũng như là kỳ nghỉ Tết sắp đến đây ấy, và quý vị cũng khá phải bận rộn với công việc và cũng rất là vất vả. Nhân là gì? Nhưng mà những người tuổi Mão vẫn tập trung vào công việc, không bị chút sao nhãng nào cả. Nhờ đó mà các bạn cũng hoàn thành tốt, làm tốt những cái việc được giao, và cái hiệu quả trong tuần mới thì nó cũng gì? Cũng mang lại tốt lành cho những người tuổi Mão. Vậy nên đây cũng là cái thời gian mà quý vị cũng được khen thưởng, được tăng lương, được thăng chức. Vài cái ý tưởng lớn trong công việc sẽ trở thành cái trọng tâm cho tuần này, và cơ hội để các bạn áp dụng vào trong cuộc sống cũng sẽ gì? Mang lại nhiều cái may mắn về tiền bạc. Nói chung ấy, từ đầu tuần thì đã có cát tinh nó giúp đỡ, nên mọi việc của những người tuổi Mão nhờ thế mà nó diễn ra theo đúng cái kế hoạch. Các bạn có thể là an tâm bám sát cái mục tiêu của mình đã đề ra, thì nhìn chung ấy, các bạn có thể vượt qua những cái khó khăn, những gian khổ một cách dễ dàng trong thời gian này. Bên cạnh đó thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối, và những người tuổi Mão cũng bớt đi cái đường vòng. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão lại có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền, nên không ngừng thu tiền bạc về tay. Đa phần là tài lộc của những người tuổi Mão trong cái tuần mới này ấy, thì là đều được do cái tích lũy từ trước mà thành. Vậy nên quý vị cũng không nên ham cái lợi ích đến quá nhanh. Tham lam sẽ xuất hiện cái cục diện xấu. Với những ai đó mà máu me cờ bạc đỏ đen thì năm nay cũng không phát đạt được. Chỉ có thu về cái lợi nhỏ chứ tuyệt đối là không có món lợi lớn, thậm chí là gì? Nếu mà tham quá còn dễ bị gì? Phá tài, mất mát về tài lộc. Bên cạnh cái vận trình nó thuận lợi ấy, thì cái mệnh chủ có nhiều cái cơ hội để tìm hiểu những cái kiến thức các ngành nghề khác nhau, cũng duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác, nên là gì? Sẽ tăng thêm cái khả năng thu nhận cái tài lộc cho mình. Lợi nhuận thì có thể gì? Thu được rất là lớn trong thời gian này. Có điều ấy, trong thời gian này cũng có một vài cái hung tinh nó quấy nhiễu, nhưng ấy, những người tuổi Mão cũng cần phải lưu ý đến từng chi tiết nhỏ, tránh khi phải xảy ra cái sự tranh chấp và gì? Làm hại cho bản thân. Nếu có ý định đầu tư kinh doanh, hợp tác hay là khởi nghiệp ấy, thì những người tuổi Mão cũng nên xem xét thật kỹ cái khả năng tài chính của mình, cân nhắc kỹ càng những cái dự đoán mức độ rủi ro nguy hiểm trước khi mà đưa ra quyết định hoặc là xuống tiền một cách mù quáng. Đấy. Nếu mà quý vị giữ được cái đà này thì bản mệnh sẽ không khó để đạt được những cơ hội thăng quan tiến chức, thậm chí là gì? Có cơ hội phát tài phát lộc. Những người kinh doanh thì có được cái vận may để trúng thưởng, trúng lớn. Việc làm ăn thì thuận lợi, thu về một khoản tiền bội thu. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba thì chúng ta phải kể đến không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, vào trong cuối năm, trong 7 ngày cuối năm dương lịch này, từ ngày 25 đến ngày 31, đúng không? Cuối cùng của năm dương lịch, thì tài lộc tiền bạc của những người tuổi Tỵ cũng đang trên đà thăng tiến, phất lên như diều gặp gió. Tiền bạc thì dư giả, tài lộc thì bội thu. Đặc biệt là trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ được cát tinh hút lộc nó về túi. Thế nên những cái dự đoán về tình hình tài chính thời gian này của họ sẽ cực kỳ là tích cực. Các bạn có thể thu được cái lợi nhuận từ cái việc đầu tư, làm ăn hoặc là gì? Kinh doanh của mình. Uy tín làm ăn của những người tuổi Tỵ thì cũng vốn được khách hàng tin tưởng từ lâu. Các bạn vẫn giữ được cái phong độ ổn định của mình, nên là tiền bạc chảy về túi thì là điều đương nhiên. Nếu mà có điều kiện ấy, thì các bạn nên thử sức với những cái lĩnh vực hoặc là những cái mặt hàng mới mẻ. Nhất là cái hàng Tết này thì có lẽ là gì? Quý vị sẽ thu được một khoản bội thu hơn. Ở thời điểm này thì tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ có vẻ như là thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Tuy nhiên, để tránh rủi ro về tài chính và nợ nần thì tốt nhất là gia chủ cũng không nên mở rộng thị trường làm ăn quá to, cứ tập trung làm tốt những gì đang có sẵn. Quý vị có thể mở rộng thêm ở thị trường online thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó. Nói chung ấy, được cái tháng cuối cùng ấy, nó nói chung là nó cũng mang lại nhiều cái may mắn cho đương số khi mà gặp được cái cục diện thiên thời địa lợi nhân hòa. Đúng không? Chỉ thiếu một chút nữa thôi là quý vị có thể bứt phá trở nên giàu có tột độ. Đấy, gặt hái được những thành quả rực rỡ trong năm. Thì đây là cái thời điểm lý tưởng để những người tuổi Tỵ chú trọng mở rộng cái phương diện ngoại giao, tăng cường cái khả năng giao lưu kết nối và tiếp xúc với những người có quyền thế. Khi mà thời cơ nó đến ấy, thì họ sẽ là những quý nhân nâng đỡ giúp những người tuổi Tỵ có cơ hội được thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc trong chuyện kinh doanh làm ăn. Cái thiếu của những người tuổi Tỵ trong thời gian này ấy, đó là nằm ở cái sự quyết đoán và nhất quán về cái mục tiêu và cái kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được thì chắc chắn sẽ thu về một cái thành quả bất ngờ. May mắn là trong thời gian này cũng có nhiều cát tinh nó trợ mệnh, bản mệnh sẽ được cấp trên tạo động lực, truyền thêm tinh thần để phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí là khát khao đến cháy bỏng. Cái điều này nó sẽ rất tốt cho những ai mà đang muốn khởi nghiệp, hoặc là đang muốn tìm kiếm một công việc mới, hoặc là đang làm quản lý ấy, để truyền động lực cho cấp dưới của mình. Bên cạnh đó thì công việc nó luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ, bản thân lại phấn đấu không ngừng nghỉ, vì thế không có lý do gì mà khiến cho đương số lại gặp phải những khó khăn trên con đường thăng tiến của mình. Thời cơ đã đến, quan lộ thì mở rộng thênh thang. Quý vị hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng thì sẽ có được cái thành công như mong muốn, chinh phục được những cái thử thách và tiến đến cái thành công. Thêm nữa, lại được cái cát tinh nó trợ vận, nó soi chiếu, vậy nên là cái chuyện làm ăn kinh doanh nó được phát tài phát lộc, làm nhiều thì hưởng nhiều, tiền bạc thì lúc nào cũng rủng rỉnh. Đó. Các nguồn thu nhập, dù là nguồn thu chính hay là nguồn thu phụ của những người tuổi Tỵ, thì trong thời gian này đều tăng. Đấy. Những người làm công ăn lương thì sớm được tăng lương, tăng thưởng, tăng chức. Những người làm chủ và những người làm tự do kinh doanh ấy, thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế mà đổ về túi. Tuy nhiên ấy, thì trong cái thời điểm này ấy, thì cũng có một vài cái hung tinh nó chiếu mệnh, đó, nó hoạt động. Đấy, khiến cho tinh thần quý vị cũng đôi khi cũng bị trục trặc, bị lung lay. Đương số suy nghĩ tiêu cực về cái việc kiếm tiền, đấy, và làm giàu. Nói chung ấy, đôi khi một số người sẽ trở nên lười nhác và rất dễ để tuột khỏi cái cơ hội qua tầm tay. Vậy nên quý vị trong thời gian này, dù tài lộc đến mấy cũng không nên chủ quan trong cái cuộc sống, khi mà cuộc sống của mình vẫn phải bước tiếp. Đấy. Trước khi đưa ra quyết định chính xác thì các bạn cần phải tỉnh táo để đánh giá cái ưu và cái nhược điểm cụ thể của vấn đề, để học hỏi thêm được những kinh nghiệm từ những người khác nữa. Vì thế, để gia tăng cái may mắn cho những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, quan sát may mắn thứ tư trong cái ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Thưa quý vị, lâu lắm rồi tuổi Thân mới xuất hiện trong bảng top danh sách những con giáp may mắn. Thì trong cái tuần mới này, trong tuần cuối cùng của năm 2023 năm dương lịch ấy, thì cái vận đỏ sẽ gõ cửa những người tuổi Thân nhờ có nhiều cái cát tinh nó độ mệnh nó hỗ trợ. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều cái tin vui tích cực trong cả phương diện công việc lẫn sự nghiệp của mình. Nói chung trong cái tuần cuối cùng của năm 2023 này ấy, thì các bạn sẽ có được cái nguồn năng lượng mới vô cùng là dồi dào để có thể thực hiện được những cái tham vọng của mình. Thay vì ngồi đó suy nghĩ thì các bạn bắt tay vào hành động một cách là quyết liệt nhất có thể. Hơn nữa, càng về cuối năm thì cái tài vận của những người tuổi Thân lại càng vượng khí. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ thì đều có những cái gia tăng đáng kể. Đó là cái tín hiệu tốt mà bản mệnh chớ nên bỏ lỡ. Còn với những người làm kinh doanh, những người làm buôn bán, những người làm văn phòng ấy, thì cũng thu về được cái tiền lời lãi đáng kể. Vừa có thể là mở rộng cái quy mô kinh doanh, lại vừa có thể là tốt cho cuộc sống được viên mãn về sau. Nói chung vậy, trong cái tuần cuối cùng của năm này, nó cũng hứa hẹn gặt hái nhiều cái thành công lớn lao hơn nữa. Kết giao bằng hữu thì cũng tốt, làm công việc gì thì cũng được thuận lợi hanh thông. Các bạn thậm chí còn được quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc đáng quý. Những người đi theo con đường công danh sự nghiệp ấy thì cũng dần dần khẳng định được cái vị thế của bản thân trong cái môi trường làm việc. Trong khi đó, những người trẻ tuổi thì tìm ra được những con đường thích hợp để phát triển bản thân nhiều hơn, luôn hăng hái khi mà thực hiện những cái nhiệm vụ được phân công, sẽ khó tránh khỏi những cái khó khăn hay những cái thách thức, nhưng mà cuối cùng mới vẫn đạt được kết quả như mong đợi, như mong muốn. Có sự gia tăng mạnh mẽ trong cái thời gian này, nên là tiền bạc, những thành tích tốt của các bạn cũng sẽ giúp các bạn thu được những khoản hoa hồng đáng kể. Thưởng nóng là cái điều không thể thiếu. Với những người làm ăn kinh doanh thì đây là cái thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn. Dù vất vả hơn một chút nhưng các bạn sẽ thu được một khoản lời lãi xứng đáng với những cái thành công mà mình bỏ ra. Một cái điều đáng mừng thì đó chính là gì? Là một vài người còn phát tài bất ngờ nhờ vào những trò may rủi như là gì? Trúng số, hoặc là gì? Có nhặt được tiền, hoặc là gì? Được bốc thăm trúng thưởng, vân vân. Bên cạnh đó thì trong cái tuần cuối cùng của năm 2023, năm Quý Mão này, thì các bạn sẽ được nhắc nhở không nên dính vào những chuyện tranh cãi thị phi ở cái thời điểm này. Cũng không nên đặt ra quá nhiều cái mục tiêu hay là cái tham vọng quá lớn. Cái thời điểm này thì chỉ cần giữ cho bản thân mình được an toàn, có cuộc sống bình yên, ổn định, để đó cái năm mới được gì? Thuận lợi và may mắn nhất. Vậy nên để gia tăng cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thân ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để chậm bệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất trong cái tuần cuối cùng của năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Dần, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Tỵ và 4 là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái tuần cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão. Đó, từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.